Thưa bác sĩ Lô Phương ạ, những ngày vừa qua thì báo chí đưa tin tức về những cái trường hợp đột tử khiến cho nhiều người lo lắng. Vậy xin hỏi bác sĩ là những nguyên nhân nào gây nên đột tử ạ? Kính chào quý vị độc giả của cổng thông tin điện tử Alo Bác Sĩ. Tôi rất vui hôm nay lại được gặp lại quý vị trong cái buổi giao lưu này để nói về một cái trường hợp đang rất là hot hiện nay mà rất là nhiều người chắc cũng đang hoảng sợ, bởi vì người còn trẻ đang một cái sự nghiệp đang ngời ngời như thế mà lại đột tử. Thế thì câu hỏi của Mỹ Thi, với trường hợp đột tử thì có những nguyên nhân gì? Thì cái đột tử nó có rất là nhiều nguyên nhân, trong đó cái nguyên nhân đứng hàng đầu là đột tử do tim mạch. Đột tử do tim mạch đó, mình nói trái tim thôi là nó đột tử, là trái tim chúng ta, trái tim ta như là khắc khoải yêu đương ấy. Bây giờ mà trái tim mà ngừng đập, khi con tim ngừng đập là giống như thất tình ấy, thì là coi như cơ thể đang ngừng luôn. Thì cái đó là đột tử. Thì nói là đột tử do tim nhưng mà nó thực sự bản chất nó là gì? Trái tim khắc khoải ngừng đập là những gọi là cái cơn loạn nhịp tim mà phức tạp. Loạn nhịp tim phức tạp, nó có rất là nhiều loạn nhịp tim. Dạ. Nhưng mà giống như khi yêu là chúng ta cũng loạn nhịp, nó đứng kế người yêu mà hồi hộp là một dạng loạn nhịp tim. Dạ. Đó, muốn tỏ tình nói không nên lời là một loạn nhịp tim. Nhưng mà đây là những trường hợp loạn nhịp tim phức tạp. Loạn nhịp tim phức tạp là cái gì? Ở trong y khoa chúng tôi gọi là rung thất hoặc là nhịp nhanh thất, là coi như trái tim nó rung lên và nó ngừng luôn. Nó rung thật sự mà. Dạ. Coi như không, nó chỉ còn là giống như quả lắc mà chạy loạn cạn là chuẩn bị ngừng rồi đó. Dạ. Giống như xe mà kêu nổ rồi ngừng luôn, không đà. Y như xe không đà vậy đó. Dạ. Đó là cái loạn nhịp tim phức tạp. Cái thứ hai là những trường hợp gọi là chúng tôi gọi là nhồi máu cơ tim cấp. Có nghĩa là nó nghẽn cái mạch máu nuôi trái tim. Dạ. Nghẽn luôn cái mạch máu nuôi trái tim. Trái tim cũng phải có mạch máu để nuôi nó sống bằng cái gì. Dạ. Nghẽn luôn cái mạch máu đó là nó gây nhồi máu cơ tim, gây những cơn đột quỵ tim, là bệnh nhân cũng có thể là đột tử. Dạ. Cái nữa cũng trong tim có thể có là những cái trường hợp gọi là những cái bệnh tim nó có sẵn, thí dụ như bệnh cơ tim nó dày ra như một cục thịt vậy, không có bóp gì được. Dạ. Mới đầu còn bóp nó nghẹt luôn, không bóp luôn, rồi nó bóp nghẹt luôn cả cái mạch máu nuôi tim cũng tử vong. Hoặc là bệnh cơ tim giãn nở, tức là tim bây giờ hay dày ra, bây giờ giãn phình ra rồi giãn luôn, không bóp nữa, lờ đờ không bóp nữa, ngừng luôn, chúng ta cũng đi theo cái trái tim ngừng đập đó. Thì đó là độc. Dạ. Độc tử do tim. Ngoài ra cái đó là những nguyên nhân thường gặp nhất là tim. Ngoài ra còn có cái nguyên nhân gọi là đột tử, gọi là do tắc mạch phổi, có nghĩa là những cái cục máu đông. Dạ. Thường nó nằm ở cái chân mình đó. Cái chân thường là những người là thường là phụ nữ, Mỹ Thi buồn là phụ nữ hay bị cái đó. Dạ. Phụ nữ trung niên nữa, trung niên hoặc lớn tuổi mà thường đã trình phẫu thuật ở vùng bụng, vùng chân gì đó, mà thường nằm nhiều, ít có vận động, ngồi một chỗ, ngồi máy vi tính liên tục, ngồi hàng cả ngày nửa ngày vẫn được, ngồi chơi game online không buồn nhúc nhích, là cái mạch máu nó chảy lờ đờ trong mấy cái mạch máu ở chân, nó hình thành những cái cục máu đông nó nhỏ nhỏ vậy, và nó chảy về tim, ta không hề hay biết, cho đến lúc từ tim nó sẽ bơm lên phổi, nghẹt cái mạch máu phổi, đứt nghẹt mạch máu phổi, nghẹt mạch máu phổi, ngừng thở, rồi tiến tới ngừng thở giống như ai bóp cổ mình thôi. Dạ. Trước sau cũng phải chết thôi. Dạ. Là tim cũng đột tử. Dạ. Ngừng cái kịch cái rồi đột tử luôn. Đó là tắc nghẽn cái mạch máu phổi. Dạ. Cái kế đến nữa là cái này thì nhiều người thấy hơn, cái này là coi như là mình dân gian gọi là tai biến mạch máu não, mà thuật ngữ y khoa tôi gọi là đột quỵ. Dạ. Có nghĩa là một mạch máu nó nghẽn ở trong mạch máu não, hoặc là thậm chí là những cái mạch máu bị cao huyết áp hay là bị dị dạng gì đó, nó bể ra luôn. Dạ. Mà khi nó bể ra thì máu tràn vô trong não, chúng tôi gọi là lục não, lục tức là lũ lụt đó. Dạ. Não chúng ta bị lũ lụt bởi máu thì làm sao chống nổi, đột tử luôn, đang nằm này, hoặc đang ngủ này, gục xuống luôn. Đột tử nó bể ở trong não, lục giống lũ lụt tràn mà toàn là máu ở trong não. Dạ. Đó là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ tư là những trường hợp phình mạch máu trong bụng mà không biết, phình động mạch chủ bụng mà không biết. Dạ. Tức là cái mạch máu trong bụng mình nó mạch máu chính á. Dạ. Nó phình bự ra, cái có lúc cái nó
bể ra, mà mạch máu nội mạc chính mà bể, giống như gọi là coi như là tôi nói là nó giống như coi như là nổ cái bình điện trung tâm ở ngoài từ nhà đèn, cả thành phố cúp điện hết. À, đương nhiên cả thành phố cúp điện, ta sửa lại có điện lại, còn mạch máu chủ trong bụng mà nổ bình điện làm sao sống được, đột tử. À, là như thế đó, đó là những cái nguyên nhân thường gặp. À, và có một cái nguyên nhân cũng khá, gọi là khá thường thì không phải thường, nhưng mà cái tỷ lệ bệnh nhiều người mắc lắm, mà cái đó có thể gây đột tử mà anh ta rất là coi thường. À, Mỹ thì biết đó là gì không? Cái gì ạ? À, đó là cái tình trạng ngủ ngáy. Ngày xưa ông bà mình nói, hồi là người đó khỏe lắm, nằm xuống là ngủ ngáy vang như sấm rền. Thường mình đọc chuyện mình thấy á, mọi những ông tướng ngày xưa nằm ngủ ngáy âm là chứng tỏ là sự sức khỏe rất dữ. Không phải, cái đó không phải, mệt là một phần. Ngày nay người ta phát hiện là ngủ mà ngáy như sấm rền là dở lắm, không có tốt đẹp gì hết, là sức khỏe kém. À, đó là một trong những biểu hiện của cái người á bị là cái chứng ngưng thở khi ngủ. Người ngủ ngáy nhiều mà ngáy là gian giọng núi đồi á, là những người khác nó mà ngủ trước cái là như mình kẹt mình ngủ không được, nó lớn quá. À, là đó có thể là biểu hiện của chứng ngưng thở khi ngủ. Mà biểu hiện của chứng ngưng thở khi ngủ là nó làm cho tăng nguy cơ, tức là tăng cái tỷ lệ mắc những bệnh về tim mạch, tiểu đường, béo phì, gan nhiễm mỡ, vân vân, tai biến mạch máu não tăng lên. Và đặc biệt là những người này trong giấc ngủ họ luôn luôn bị thiếu oxy não, không đủ oxy, luôn thiếu oxy, và có những cơn ngưng thở, tức là nó không hoạt động trong buồng ngủ. Và nếu những cái thể nặng nó ngưng luôn, mà nó coi như giống như là ngưng luôn, không có bật đèn lại nữa. Là lúc đó là đột tử, mà không có kịp kêu ai. Và nhất là những người này mà béo phì chừng nào, mập chừng nào, rồi lại khó ngủ, uống thêm thuốc buồn ngủ an thần nó làm dụng, là nguy cơ đột tử, là do ngưng thở luôn ngủ rất là cao. Thì đó là những cái nguyên nhân mấy bạn ta cần chú ý. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. À, dạ thưa bác sĩ Lưu Phương, là tại sao tắm đêm thì lại dễ gây nguy cơ đột tử hơn ạ? À? Và theo bác sĩ là những người đi làm về muộn thì nên vệ sinh cơ thể như lúc nào thì an toàn? À, tắm ngay sau khi thức dậy hoặc là tắm sau khi ăn no thì có nguy hiểm hay không ạ? À? Thì thứ nhất đó là cái chuyện mà nói là tắm đêm mà gây đột tử á, thì này nó thuộc về truyền thuyết nhiều hơn. À, tại vì có rất là nhiều, nhưng mà đa số những biến cố tim mạch nó hay xảy ra nhiều vào nửa đêm về sáng. À, đâm ra người ta truyền thuyết người ta nói tại tắm đêm. À, nhưng mà thiệt sự thì những nghiên cứu, đặc biệt những nghiên cứu về đột quỵ, người ta thấy không có tương quan gì giữa ngày với đêm hết á. Người ta đã nghiên cứu rất kỹ, thì y học bây giờ là y học chứng cứ, là phải dựa vào con số thống kê rõ ràng. À, tuy nhiên có một điểm đứng về mặt y học thì chúng ta cần hạn chế tắm đêm, nhất là mùa lạnh. Và nếu là tắm với cái nước mà nó quá cái nhiệt độ cơ thể của mình, nó lạnh quá. Bởi vì khi mà chúng ta, nhất là về đêm á, là chúng ta, người chúng ta đã một ngày rất là mệt mỏi, mà khi chúng ta tắm đêm, mà chúng ta tắm là cái nhiệt độ nó cao hơn nhiệt độ, nhiệt độ nó thấp hơn cái nhiệt độ cơ thể chúng ta, tức là lạnh á, thì chúng ta sẽ, mà trên người đang mệt mỏi, có sẵn một ngày làm việc nó đã thấy mệt rồi, những cái khả năng chống đỡ và điều chỉnh thích ứng của thể mình nó ở mức thấp nhất. Mà đặc biệt nếu có thêm những cái bệnh về tiểu đường, huyết áp, hay là béo phì, hay là bệnh mạch vành gì đó, thì khi tắm đêm những cái nước là nước nhiệt độ nó thấp hơn nhiệt độ cơ thể mình, thì nó sẽ làm dễ làm, chúng tôi gọi thuật ngữ chuyên môn là rối loạn vận mạch, tức là nó co thắt mạch. Nó gây những cái phản ứng ở trung tâm vận mạch ở trong não chúng ta, làm co thắt mạch, nó dễ làm những cái cơn cao huyết áp nó lên, nó dao động như vậy nè. Hoặc là nó co thắt mạch vành đêm, nó dễ xảy ra biến cố hơn. Do đó về lý thuyết thì ban đêm nếu đã khuya chúng ta về nó vẫn có thể tắm được. Tuy nhiên ta nên tắm nước ấm, y như là ngày xưa mình tắm con mình đó. Con mình mà hồi mới 6 tháng tuổi, cái bình tắm em bé mình không dám tắm mà nước thiệt là ấm, là ấm ấm như vậy. Còn thời điểm tắm tốt nhất trong ngày là buổi sáng, sau một giấc ngủ dài, ta đã tỉnh táo thì ta dậy làm một vài động tác để mà khởi động cho một ngày mới. Chúng ta ngủ đủ giấc là 6-8 tiếng một ngày, thì sáng ngủ dậy chúng ta vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa miệng, chúng ta một vài động tác thể dục, rồi chúng ta tắm là tốt nhất, đầy sảng khoái.
và tốt cho sức khỏe. Còn cái chuyện mà ăn no xong tắm thì cũng không phải là chống chỉ định, nhưng mà theo tôi cũng không nên. Bởi vì sao chúng ta ăn no xong đó, là cơ thể tập trung mạch máu, nó tập trung nó dồn về máu nội tạng để mà xử lý cái hệ tiêu hóa. Do đó chúng ta nên ăn xong nên nằm nghỉ một giờ sau hãy tắm thì có thể tốt hơn, chứ không nên tắm liền. Bởi vì cũng sẽ dễ làm rối loạn cái vận mạch, rối loạn co thắt mạch máu. Đó là những cái cơ sở dựa trên cơ sở khoa học. Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, là báo chí nước ngoài cũng mới vừa đưa tin một vụ phụ nữ trẻ đột tử vì thức khuya online quá nhiều. Xin hỏi bác sĩ, như vậy những người do đặc trưng công việc phải làm việc vào ca đêm thì cần làm gì để bảo vệ sức khỏe ạ? Cái chuyện thì thứ nhất là những người mà làm việc ca đêm á, thì thứ nhất đây là một cái lao động độc hại. Cái này cũng riêng vì nhà nước Việt Nam, mà nhà nước tất cả trên thế giới những người làm việc ca kiếp ca đêm là tính vô gọi là lao động độc hại. Do đó nếu mà được thì chúng ta, nếu công việc chúng ta phải ngồi online ban đêm, nếu không có gì quan trọng công việc khác thì chúng ta nên hạn chế chuyện đó. Chúng ta, bởi vì nó thay đổi cái chu kỳ thức ngủ của chúng ta, cho dù sáng ta ngủ buồn ta vẫn bị thay đổi cái chu kỳ sinh học, hoàn toàn không tốt cho sức khỏe. Và thứ hai, những người phải làm việc xuyên đêm suốt sáng như vậy có nghĩa là công việc rất áp lực, rất stress, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều yếu tố, nó làm huyết áp không ổn định, dễ xảy ra biến cố cao huyết áp, biến cố về não, biến cố về tim. Và làm việc dưới màn hình máy tính online liên tục tôi nghĩ là rất là stress. Thứ nhất ngủ không đủ giấc nữa. Rồi cái thứ hai là ngồi yên một chỗ với máy tính thì chúng ta không cử động trong thời gian lâu, những cái mạch máu lưu thông không tốt, không có tưới máu não tốt, cộng thêm nhất là nếu là phụ nữ mà trung niên nữa, ngồi đâu có thể dễ hình thành những cục máu đông. Ở trong chân là từ đó nó chạy lên, nó có thể gây lên mạch máu phổi, có thể gây tắc mạch máu phổi đột ngột, có thể là ngưng thở đột tử đấy. Như vậy chúng ta nếu làm hạn chế làm đêm, nếu phải làm đêm thì sau đó phải có chế độ nghỉ ngơi phù hợp. Chúng ta phải trong quá trình làm, nếu đã là lao động tay chân mà ban đêm thì chắc chắn ta không có sợ bị tắc mạch. Còn nếu mà lao động trí óc, ngồi một chỗ, ngồi máy tính thì cỡ một tiếng chúng ta phải đứng dậy làm những động tác thể dục, vận động để tránh là tắc nghẽn mạch máu và giúp cho máu lưu thông đều đặn hơn. Và nếu đã làm đêm thì chúng ta nên cung cấp đủ năng lượng, tức là nên ăn. Bởi vì để mà không có để kiệt quệ năng lượng thì cũng dễ xảy ra những biến cố. Bác sĩ có thể tư vấn một số cách để phòng tránh đột tử được hay không ạ? Để phòng tránh đột tử thì chuyện đầu tiên, nếu chúng ta ở lứa tuổi U40, đặc biệt là nếu chúng ta có người nhà đây là người quan hệ cùng huyết thống đấy. Như vậy thì vợ chồng không gọi là người nhà. Không, tôi nói vậy vui đây, nhưng mà thực sự là vậy, đứng về mặt y học thì vợ chồng với người nhà, người cùng quan hệ huyết thống. Có những bệnh lý về mạch vành, về tim, về não, có biến cố về đột quỵ, đột tử thì ít nhất trong con người chúng ta có thể tiên đoán, có thể tiên lượng là chúng ta có thể một phần nào đó có thể có nguy cơ cao, bởi vì cái đó nó vẫn có liên quan tới cơ địa di truyền. Như vậy chúng ta, nếu mà chúng ta U40 là nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát, kể cả sức khỏe tim mạch và khỏe chung. Nếu mà không có gì thì mỗi 1 hoặc 2 năm sau chúng ta kiểm tra lại một lần. Chúng ta phải thay đổi lối sống lành mạnh, tránh xa rượu bia và thuốc lá. Đừng có phải nhiều quá, cuộc đời mà phải nhiều quá tức là stress đấy. Chúng ta chỉ cần hài lòng những gì chúng ta có, phấn đấu để đi lên vậy thôi, đừng có phải là chúng ta đã giảm stress. Chúng ta cố ngủ đủ và đúng giấc, chúng ta bỏ ra ít nhất mỗi ngày 15 phút để tập thể dục. Chúng ta đừng ăn chất bột đường và chất béo quá nhiều. Chúng ta bỏ một số cái thói quen không có tốt. Thí dụ là chúng ta sau khi làm việc nặng hay sau khi tập thể dục hay sau khi uống rượu bia chúng ta lại đi xông hơi hay tắm hơi là không nên. Ta phải nghỉ ít nhất là 1 tiếng sau tắm hơi, xông hơi. Chúng ta thí dụ những người đã có bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp thì không nên tắm hơi luôn. Phải xông hơi ai cũng tốt. Không nên tắm hơi ha, cái đó bây giờ rất là thịnh hành. Nhưng mà không nên như vậy, vì là không tốt, nó sẽ làm giãn mạch máu, có thể lên những cơn cao huyết áp không tốt. Ngay cả cái xông hơi á, người có bệnh tim, huyết áp, mạch vành, tiểu đường là không nên tắm hơi nhiều.
không nên tắm hơi được, tại vì với cái sức nóng nó có thể làm xảy ra những cái biến cố tim mạch. Thì đó là những cái lời khuyên tôi muốn dành cho quý vị. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Lô Phương đã dành thời gian quý báu của mình để tư vấn cho quý bạn đọc của Alo Bác Sĩ ạ. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn những yếu tố nguy cơ gây đột tử cũng như cách phòng tránh sao cho hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.